Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết có buổi tiếp công dân trên địa bàn. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã tiếp và nghe kiến nghị của bà Trần Thị Hòa liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất theo giá cũ và miễn xử phạt hành chính đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà tại địa chỉ K1/88 đường Phạm Như Sương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Kiến nghị của ông Phan Lương Thái, trú tại tổ 56 đường Mại Nhu, quận Thanh Khê, liên quan đến việc giải quyết hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông tại địa chỉ nêu trên. Qua nghe kiến nghị của công dân cùng các báo cáo của cơ quan chức năng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của công dân, làm rõ thêm những nội dung mà công dân còn vướng mắc, đồng thời căn cứ vào các quy định của pháp luật và thẩm quyền của đơn vị mình để giải quyết thấu đáo những vấn đề mà công dân đã kiến nghị.